mọi người, hôm nay thì Dương sẽ tham gia mukbang BBQ Hàn Quốc, thử tài mukbang cùng Thì Dương nhé. Thịt bò ở đây thì mình rất là thích mua thịt bò ở đây, tại vì thịt bò ở đây vừa tươi, vừa ngon, vừa mềm. Không như là ở bên nhà hàng thì thịt bò nó tẩm cái gia vị nó lên thì cái mất sẽ mất độ tươi của thịt bò. Đây, thịt bò của mình mua ở đây nha. Nó tê mát đây nha mọi người. Đó, mới nướng thôi là nó chín rồi. Nó tơ thôi là nó chín rồi mọi người. Đó, thấy ngon chưa? Mọi người hãy nhìn thấy ngon chưa? Wow, nướng thôi là mình cũng đã thèm rồi. Cái này thịt bò mình ăn chung với rau củ và chấm nước tương Hàn Quốc chắc là ngon thú vị lắm đây. Đó, chiên sơ đã chín rồi, giờ bắt đầu là mình ăn nha mọi người. Đây, mình ăn thử cho các bạn nha. Thịt đã chúng ta đã chín rồi thì bò thì tất nhiên mình ăn salad rau củ vân vân. Đây, mình đây là nước tương, nước sốt của Hàn Quốc nha mọi người. Là do hơi bị nóng quá. Thịt chúng ta rất là mềm, tươi, có độ tươi của thịt bò nữa, và cộng thêm nước sốt của Hàn Quốc nữa, và cộng thêm rau và khá là ngon. Đây, bây giờ mình thử kim chi. Kim chi thì mình ăn kèm với rau, thịt. Đây, nước sốt đây, nước sốt Hàn Quốc. Cuối tuần rồi mấy bạn, hôm nay là thứ bảy, các bạn đi siêu thị á, mấy bạn mua thịt bò về á, làm BBQ tại nhà cùng ăn với bạn bè, xèo xèo ngon. Đây, thịt đây đã chín, thịt đã vừa chín tới. Đây, mình sẽ múc một chấm nước sốt của Hàn Quốc vô. Đó, thấy bạn thấy chưa, các bạn thử ngon không? Đây là nấm kim châm, ăn chung với món Nhật, món nướng. Nấm nữa.
Ừ. Ừ dạ. Nay mình ăn xèo xèo rồi, chắc tối nay mình làm mơ thấy xèo xèo luôn quá. Thì Dương thôi phải đi về rồi, xin chào các bạn, cảm ơn Lotte Map nha.